Sang Jung-hee, diễn viên sống như nô lệ suốt 32 năm và mang đổi đời ngay khi tống cổ chồng vào tù. Với các khán giả trẻ, Sang Jung-hee có lẽ là một cái tên quá xa lạ, nhưng thực chất bà lại từng là diễn viên kiêm người mẫu đắt giá trong thập niên 90, được nhiều nhà sản xuất phim và các ông lớn trong showbiz ưu ái. Lẽ ra ở tuổi 60, nếu còn theo nghề thì bà đã là một đại mỹ nhân không tuổi của làng phim Hàn. Nhan sắc diễn xuất khiến nhiều đàn em phải ngưỡng mộ. Khép lại tương lai rộng mở bằng cuộc hôn nhân địa ngục. Sự nghiệp diễn xuất của Sang Jung-hee thật sự ngắn ngủi dù bà bắt đầu đóng phim từ khá sớm. Một trong số những tác phẩm hiếm hoi của bà phải kể đến như Heaven Mom, Truth on Capitalism và Born of February 30 là tác phẩm cuối cùng trước khi bà chính thức bỏ cuộc chơi. Ở độ tuổi đôi mươi, Sang Jung-hee đã chọn từ bỏ tất cả để lấy chồng, mục sư kiêm diễn viên hài Seo Se-won. Cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng làng phim này từng nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả, nhất là khi người ta thấy hình ảnh Sang Jung-hee hạnh phúc rạng rỡ bên chồng. Ai cũng nghĩ rằng bà đã tìm được bến đỗ lý tưởng, người khiến bà tình nguyện từ bỏ ánh hào quang để an phận làm một người vợ. Thế nhưng đây mới là lúc bi kịch bắt đầu. Seo Se-won, chồng của Jung-hee, người mà bà gặp gỡ năm 19 tuổi, chính là người đã tấn công tình dục bà. Vài tháng sau đó, điều tưởng chừng chỉ xảy ra trên phim đã diễn ra ở chính đời thật. Seo Jung-hee bị kẻ cưỡng hiếp mình ép cưới. Dĩ nhiên cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc. Jung-hee bị kẻ đội lốt diễn viên mục sư kia đánh đập dày vò, đày đọa suốt 32 năm. Trong mắt gã, bà chỉ như nô lệ. Seo Jung-hee công khai video ghi lại cảnh cô bị đánh đập ở thang máy. Tôi từng nghĩ mình nên tự tử để giải thoát, nhưng rồi tôi cảm thấy không cam tâm nếu như người đàn ông đó không bị trừng phạt. Đâu chỉ có vậy, cô từng khóc nấc khi biết con gái có ý định tự tử và may mắn thoát chết. Trong buổi trò chuyện mới đây với truyền hình, con gái Seo Jung-hee, Seo Jo thừa nhận cô từng tự tử khi sống trong gia đình có cha bạo hành. Seo Jo sinh năm 1983, cô học đại học tại Mỹ. Nhưng từ bé, cô đã bị ám ảnh bởi cuộc sống chuyên chế dưới quyền cha. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin rầm rộ về cuộc hôn nhân bi kịch của Seo Jung-hee. Giờ họ cũng không ngờ con gái cô từng tự tử. Rời xa gia đình, tôi cũng không thể thích ứng nổi cuộc sống tại Mỹ. Chuyện gia đình luôn là nỗi ám ảnh. Tôi cảm thấy cuộc sống không có lối thoát. Lúc bế tắc nhất, tôi đã mua 2 hộp thuốc ngủ và uống cạn 60 viên, cô chia sẻ. Cô may mắn khi sau đó được cấp cứu kịp thời. Tại show truyền hình cách đây không lâu, nữ diễn viên Seo Jung-hee đã khóc khi nhớ lại chuyện này. Tôi đau đớn lắm, nếu con gái có mệnh hệ nào, làm sao tôi sống nổi. Mọi bi kịch rồi cũng đã đến hồi kết. Khi Seo Jung-hee kể lại những bi kịch đời mình, khán giả không hiểu tại sao bà có thể chịu đựng khổ sở lâu như vậy. Đúng tròn 32 năm, vào năm 2015, bà mới được giải thoát khi kiện chồng ra tòa. Phẫn nộ hơn khi Seo Se-won chỉ bị tòa tuyên án 6 tháng tù giam, 2 năm tù treo. Kể từ ngày thoát khỏi địa ngục trần gian, Seo Jung-hee thực sự làm lại cuộc đời. Bà lập kênh YouTube làm người mẫu ảnh và trở lại diễn xuất trong dự án Thợ săn tiền thưởng. Giờ đây bà trở thành người phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc với nhan sắc trẻ trung khó tin. Ở tuổi 60, Seo Jung-hee hưởng thụ cuộc sống khá giả, vi vu du lịch khắp nơi và có cô con gái không thể xuất sắc hơn tên Seo Dong-ju, một luật sư trẻ với nhan sắc xinh đẹp y hệt mẹ mình. Năm 2018, cô đã tốt nghiệp trường đại học danh giá University of San Francisco Law School. Vừa làm cho một công ty luật, vừa chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng để lấy bằng hành nghề. Seo Dong-ju đã tham gia kỳ thi luật khó nhằn này ở California trong năm cuối kỳ học và thành công lấy được tấm bằng luật sư sau 2 lần thi cử. Cô nàng này còn tiết lộ cuộc sống của một luật sư trong chương trình của đài TV Chosun. Seo Dong-ju sở hữu thân hình vô cùng bốc lửa, ngoại hình vô cùng sáng giá. Cô nàng từng khiến khán giả xứ Hàn bất ngờ vì màn khoe body nóng bắt trên truyền hình. Có lẽ vì sinh sống lâu ở nước ngoài, Seo Dong-ju cũng có cách suy nghĩ khá thoáng, không ngần ngại khoe đường cong nóng bỏng trên mạng xã hội với tần suất dày đặc. Tuy nhiên, ngay khi hình quá khứ của Seo Dong-ju bên mẹ bị phát tán, nhiều người cho rằng cô đã can thiệp giao kéo quá nhiều để trùng tu nhan sắc.